đứa nào chị đưa cho em thằng bút đen không là sao ta? Lúc trước chị đưa cho em thấy đó không biết màu đen hay cái bút của màu đen. Chị thích biết màu đen ai biết. Có biết chị đưa biết đó. Không, ấy bình thường. Bình thường chị có biết màu tiết màu đen không? Em thấy biết bình án nhận được chiếc bút màu đen không? Có biết bình án nữa. Mẹ đưa chị mà tiếp với chị cái phần cuối của con hạt tiêu hóa thì đối với cái hạt tiêu hóa là các em có một phần nguyên lý khá đặc biệt đó là hạt không viêm tia hạt không viêm tia ở trẻ em thì nó sẽ là trẻ sơ sinh đó là nguyên nhân tác động ra như vậy. Thì hồi xưa chẩn đoán cái hạt không viêm tia là dựa vào lâm sàng và cái hạt người ta chụp X quang dạ dày cảm quang để chẩn đoán hạt không viêm tia nên cái thời điểm chẩn đoán tương đối khá trẻ bằng ít nhất phải 36 tuần tuổi mới chẩn đoán. Còn sau này nhờ kỹ thuật thì những cái trường hợp hẹp mô viêm vi đạn có thể phát hiện rất sớm khoảng chừng 1 tuần tuổi đã phát hiện được cái hẹp mô viêm vi đạn trên siêu âm rồi. Vì nó cái tính chất nó là hẹp mô vi, hẹp ống mô vi nên đứa nhỏ nó sẽ ói. Đặc điểm lâm sàng nó là gì? Là một đứa nhỏ khoảng 2-3 tuần tuổi ói nó ói mòn. Cái bụng nó sẽ lép rồi. Nhưng mà nó ói xong cái và nó ói sẽ không phải là ra dịch xanh. Tại vì nó là tắc môn vị, tắc trên D2, nghĩa tắc trên cái vị trí của mật sổ và tá tràng. Do đó, ói không phải ra, ói dịch xanh. Mà ói xong một cái, đứa nhỏ nó vẫn không có mất đi cái cảm giác thèm ngủ. Nó rất là háo ngủ. Những đứa, những cái trường hợp tắc ruột khác thì họ không có được, nó sẽ không ngủ. Trong khi cái đứa mà hạt của người bị đạt á, cái bụng nó sẽ lỏng. Tại vì nó xẹp và nó ói rất là nhiều, ói bọt ra. Nhưng mà ói xong nó lại đòi bú tiếp. Nó tổng dạng nó sẽ mất nước. Và chẩn đoán thì ngày xưa người ta nói là khi khám chúng ta sẽ sờ thấy một cái cục giống như dạng dạng ô liu ở ngay cái vùng thượng vị. Mà thật sự sờ thấy cái cục đó cực kỳ khó. Chẩn đoán bây giờ của cái hạt của người bị đạt là cái gì? Là cái siêu âm, là cái sụp. Cái tiêu chuẩn của đây là trên hình ảnh một cái môn vị bình thường. Đây là cái lòng môn vị. Nó có hơi đi qua trên siêu âm. Đây là hơi trong vòng là dài dài môn vị. Thì bình thường cái thằng ống tiêu hóa nó sẽ là dưới 4 ly. Luôn luôn chúng ta trên ống tiêu hóa nó có một cái tiêu chuẩn là 4 mm ha. Nếu trên 4 mm là bất thường. Hẹp môn vị là cái nào? Cái chiều dài ống môn vị nó trên 15 mm và bề dày cơ môn vị trên 4 mm thì nó là hẹp vị đạt môn vị. Bề dày cơ môn vị trên 4 mm đó chiều dài suốt chiều dài là 8 còn một bề dày thành cơ môn vị một bên thì nó sẽ là 4. Đây là hình bình thường. Và trên xương thì sẽ coi cái chuyển động một cái này biết là cái động của nó nghĩa là sao, nghĩa là trong lúc xương cho cái nhỏ bú no sau xương thì chúng ta sẽ thấy những cái du động nó tống thức ăn hoặc hơi từ trên xuống tới bình thường thì nó sẽ mở được cái ống của mình và thì hoặc khí nó xuống. Trong trường hẹp của mình bị đạt chúng ta thấy được cái du động nó tống dịch hơi xuống tới đây xong nó sẽ dồn ngược trở lại xuống tới chỗ này xong dồn ngược trở lại nhưng nó không qua được cái ống của mình. Thì đây là hình ảnh điển hình rất điển hình của một cái hẹp của mình bị đạt là chúng ta thấy được cái chiều dài ống của mình trên 15 mm và cái bề dày cơ môn vị là cái vị trí này à, một thành hai thành thì nó sẽ là trên 4 mm siêu rất rõ những trường hợp này và khi đặc biệt là cho đứa nhỏ bú căng dạ dày đôi khi hơi có trên siêu âm là vì cái môn vị nó quặn phía sau thì nó đẹp cho nhỏ lắc qua chút xíu thì chúng ta thấy được cái môn vị. Muốn tìm cái môn vị thì chúng ta tìm cái gì? Anh chị tìm cái túi mật tìm cái túi mật thì sẽ thấy được cái vùng môn vị đó là cái hạt môn vị vì đạt thì nó trên xương. Còn hồi xưa trước khi có xương thì người ta chẩn đoán bằng X quang nhưng mà thật sự bây giờ người ta bỏ không sử dụng cái này nữa đó. Và nhớ gì cho các chị biết một cái hạt môn vị vì đạt thì nó sẽ ứ đọng thức ăn trong dạ dày một đứa nhỏ 3-4 tuần tuổi nếu chụp một cái phim bụng không sửa soạn sau 3 giờ nghĩa là sau một thức ăn của đứa nhỏ 3 giờ. Nếu sau 3 giờ vẫn còn ứ động thức ăn trong dạ dày trên một cái vùng tự soạn, chúng ta chụp tư thế đứng. Nếu sau 3 tiếng mà trong vẫn thấy một cái mức khí dịch ở trong dạ dày chứng tỏ rằng có ứ động trong dạ dày, tắc nghẽn sự làm chống của dạ dày
thì đó là cái dấu hiệu trên X quang của theo dõi một cái cảm quan biểu vĩ đại. Nếu chúng ta chụp một cái dạ dày cảm quan thì nhà sư người ta mô tả cái vị trí này đó là cảm quan biểu vĩ đại, thì trên cái dạ dày cảm quan chúng ta thấy cái gì, chúng ta thấy được cái lòng chứ chúng ta không thấy được cái thành. Trên siêu âm chúng ta thấy rõ là cái thành cơ môn vị đại vĩ đại, còn trên X quang có cảm quan chúng ta thấy gì, chúng ta thấy cái lòng dạ dày là một, chúng ta thấy được thuốc nó qua cái lòng ống môn vị là hai, và cái vị trí này là cái hành tá tràng, cái dịch này trong hành tá tràng, thì chúng ta thấy được cái hình ảnh trong lòng chứ chúng ta không thấy được tinh thần, nghĩa là chúng ta thấy là gián tiếp là nó bị hẹp. Thì nó có những cái dấu hiệu người ta mô tả tổn thương dạng lõi táo là nguyên khúc này, là tại vì sao, tại vì cái lòng môn vị nó hẹp và cái thành cơ môn vị nó dày lên, giống như trái táo chúng ta gặp xung quanh nó còn hai cái đầu, đó thì gọi là tổn thương dạng lõi táo. Dấu hiệu ống môn bị hẹp dạng giải, đây là nguyên ống môn hẹp dạng giải. Dấu hiệu gù vai, dấu hiệu gù vai là cái ngay cái bờ con nhỏ dạ dày đây, còn nguyên cái cối từ đây tới đây này là cái thành cơ môn bị nó dày, nó tạo thành một cái khuyết giữa bờ con nhỏ và cái vùng da của cơ môn bị. Trên siêu âm thì chính là cái vị trí này, đây là cái bờ con nhỏ đây ha, đây tới đây thì cái cơ môn bị nó phình lên, nó tạo thành một cái khe ngay giữa cối cơ môn bị phình lên và cái bờ con nhỏ dạ dày, thì người ta gọi đó là cái dấu hiệu gù vai. Còn cái dấu mỏ chim, cái dấu mỏ chim là giữa hai cái cối cơ, thì ngay cái vị trí này gọi là một dấu mỏ chim đó. Thì tất cả cái dấu hiệu này sự đưa ra bây giờ mình nói trên là vui thôi, chứ trên những tiết quan mình không sử dụng những dấu hiệu này nữa. Và chẩn đoán nó là một cái siêu âm, nhưng nó có cái tình huống như thế này, một đứa nhỏ muốn nói lâm sàng nói nó giống như một cái vị đại như siêu âm trong một hai ngày đầu có thể bình thường, vì giai đoạn đầu của hệ môn vị đại có thể là tình trạng nó co thắt, nó co thắt không bị và cái cơ môn vị nó chưa đủ dày lên để chúng ta thấy cái siêu âm. Có thể 5-3 bữa sau nó vẫn ói siêu âm lại, thì mức độ tắc nghẽn càng ngày càng nhiều, đứa nhỏ ói càng ngày càng nhiều, thì vài bữa sau siêu âm chúng ta thấy được là một cái hệ môn vị đại điển hình. Đó là cái tình huống đối lâm sàng. Cái thứ hai là sau khi chẩn đoán một cái hệ môn vị đại rồi, người ta mổ làm cái gì? Người ta mổ người ta xẻ cơ ngoài thân mạng, nghĩa là người ta xẻ cái cơ, người ta chia sẻ đường dọc theo cái thành ống môn vị tới sát cái lớp niêm mạc người ta thường gặp, chỉ vậy thôi, người ta xẻ cơ ra chứ người ta không bóc tách gì, người ta không cắt cái gì đấy, người ta chia sẻ cái thành ống môn vị ra một cái đường từ trên xuống tới lớp niêm mạc người ta thường gặp để mà là tự động nó giải thoát được cái sự tắc nghẽn. Sau khi đã mổ rồi, lâm sàng đứa nhỏ tốt, nhưng mà nếu các anh chị siêu âm kiểm tra có thể kéo dài tới 6 tháng sau vẫn còn lành của cái dày của ống môn vị. Phải có thời gian rất là lâu, người ta không biết đến bao giờ là cái cơ môn vị nó nhỏ, nó mỏng trở lại bình thường. Nhưng trên lâm sàng đứa nhỏ rất là tốt, vẫn sau mổ xong là nó bú được bình thường, không còn ói nữa, là cải thiện lâm sàng rất là tốt. Nhưng trên hình ảnh vẫn siêu âm vẫn thấy được cái hạt của hạt về ống vị, nhưng mà cái đó thì chúng ta thấy được ống vị dày dài, ống vị dày thấy được cái dày thành cơ vị. Nhưng nếu coi theo cái kiểu dynamic thì chúng ta vẫn thấy gì, chúng ta thấy cái dạ dày nó tống nó càng xuống nhưng mà nó qua được cái ống vị. Còn nếu trước khi mổ thì khi đối với những cái nhu động của dạ dày nó tống xuống tới này vì nó bị tắc nghẽn nên nó dồn ngược cái lại, nó sẽ dồn ngược cái lại. Còn sau khi mổ xong rồi ống vị vẫn dài, thành của vị vẫn dài, nhưng mà cái nhu động nó tống xuống và thức ăn hoặc là khí nó vẫn qua được ống môn vị xuống tá tràng bình thường. Và 2-3 tháng sau siêu âm lại, cái hình thành ống môn vị vẫn còn dài chứ không thể nào nó hết ngay sau khi mổ được. Đó là đối với cái hạt môn vị lại. Một cái bất thường, một cái cấp cứu khác ở dạ dày từ tiêu hóa ở con nít cũng thấy gặp, đó là xoắn dạ dày. Xoắn dạ dày, dạ dày bình thường nó nằm ở vùng bên trái ở dưới vòng hoành, nó được cố định tốt bởi một số dây chằng, ví dụ như dây chằng hoành dạ dày rồi dây chằng lách dạ dày đó. Trong những trường hợp, ví dụ những trường hợp tim bẩm sinh hoặc những cái trường hợp nào không có lách, khi mà không có lách thì nó sẽ mất đi những cái dây chằng để mà nó cố định cái dạ dày, hoặc trong những cái trường hợp mà nó có thoát tiểu hoành thì nó mất đi những cái dây chằng cố định dạ dày ở vị trí đó, thì cái dạ dày nó có thể bị xoắn lách qua lách lại. Thì có hai dạng xoắn dạ dày. Bình thường đây là vị trí của dạ dày, đây là cái đáy
đây là cái hang bì và dạ dày, bờ cong lớn nằm bên trái, bờ cong nhỏ nằm đây. Xoắn thứ nhất là xoắn theo trục mạc treo, xoắn theo trục mạc treo dạ dày. Thì cái mạc treo dạ dày nó nằm ở phía này, chỗ này. Đó. Thì xoắn theo trục mạc treo nghĩa là cái vùng hang bì nó lọc lên trên và cái đáy bì nó cong xuống dưới. Xoắn theo chiều trên dưới, đó là xoắn theo trục mạc treo. Xoắn theo mạc treo nghĩa là cái lúc đó chúng ta thấy cái gì? Đáy bì nó xuống dưới và cái hang bì lên trên, chúng ta sẽ thấy là cái cạc da là cái gì? Vị trí của thực quản cắm vào dạ dày là xuống dưới và cái vùng ôn vị hang bì là lên trên, đó là xoắn theo trục mạc treo. Cái xoắn thứ hai là xoắn theo trục tạng, xoắn theo trục tạng là xoắn theo cái trục của dạ dày. Cái trục dạ dày nó nằm thẳng từ trên xuống dưới thế này. Khi mà xoắn theo trục dạ dày thì cái bờ cong lớn của nó sẽ lập một bên phải, bờ cong lớn sẽ lập một bên phải. Thì xoắn dạ dày là một trong những cấp cứu của cái ngoại khoa, vì xoắn dạ dày nó gây tắc nghẽn và một cái thứ hai là nó có thể gây hoại tử dạ dày. Ví dụ như hôm nay các chị thấy cái gì à, cái vị trí này nó xuống đây, cái thực quản các chị thấy cái thực quản đây thực quản nó xuống rất là thấp, xuống rất là thấp, và cái bóng chỗ này nó là cái đáy bì, trong khi cái hang bì lên trên này và cái hành tá tràng xuống đây. Hai hình ảnh này tương đối hơi khó để mà tưởng tượng, vì đây là cái vùng đáy bì và cái vùng hang bì nó là vượt lên trên. Cái này nó là xoắn theo trục mặt treo, quan trọng đây một cái trường hợp khác. Các chị thấy đây cái ống sâu dạ dày, các chị thấy cái ống sâu dạ dày xuống rất là thấp, đây là cái vùng đáy bì nằm đây đó. Cái vùng đáy bì xuống tuốt cái này và nó quặt ngược lên và cái hang bì nó nằm ở đây, thì đó là một cái xoắn theo trục mặt treo. Còn trường này các chị thấy cái gì? Thực quản của dạ dày nó là quan phải, cái bờ cong lớn nằm ở bên này đó. Tất cả ống tràng cá tràng vẫn nằm ở vị trí bình thường, chỉ có cái dạ dày nó là ngược qua thôi. Thì cái trường hợp này đó là xoắn theo trục tạng, phân biệt với là đảo ngược cũng tạng. Còn cách nào? Có thể những trường hợp dạ dày nằm bên này, gan nằm bên này, nếu trong trường hợp đó thì tá tràng, ống tràng phải đi theo dạ dày qua bên phải, còn trong trường hợp này thì chỉ cái bờ cong lớn nó lọc qua bên phải, thì đó là một cái xoắn dạ dày theo trục tạng, đó là cũng là một cái cấp cứu. Trường hợp khác các chị thấy ống tràng bình thường, nguyên cái bờ cong lớn nó nằm ở bên phải, đây là cái bờ của con bé, bình thường cái dạ dày này sẽ nằm ở bên này, nó bị lọc qua bên kia. Thông thường xoắn theo cái kiểu này gặp ở những trường hợp mà bệnh nhân không có lắc, nằm trong những nhóm của những cái bất thường bẩm sinh, những cái tim bẩm sinh có thể kèm theo là vô lắc, thì lúc đó cái dạ dày rất là dễ bị xoắn vì nó thiếu cái dây chằng để cố định cái dạ dày vào thành một. Rồi viêm cái dạ dày ở con nít có hay không? Có à, nhưng bỏ đi cái chẩn cái chỉ chụp X quang dạ dày nó chả cảm quan, tại vì không thấy được đâu. Viêm đấy, viêm dạ dày ở con nít có nhưng mà không viêm đủ cái độ mà chúng ta thấy được trên X quang. Do đó cho bạn tới thời điểm này cái chỉ định chụp dạ dày cảm quan để tìm viêm cái dạ dày là chỉ định của bạn chụp thì là vui. À, vô muốn chụp chơi thì có ha, chứ còn giá trị nó hoàn toàn không có để mà chẩn đoán. Còn con nít có một cái gọi là xe bezoa. Bezoa là gì? Bezoa là cái gì gọt thức ăn trong dạ dày. Bezoa là gì gọt thức ăn trong dạ dày? Nó gặp trong những cái trường hợp nào? Nó có những cái tên, ví dụ như là tricobezoa hoặc là phytobezoa. Tricobezoa là khối tóc trong dạ dày. Nó gặp mà những đứa nhỏ nó bị bị tâm thần, bị tâm, nó cứ bứt tóc ăn. Nó bứt tóc ra đến một lúc mà trong dạ dày nó bị tắc dạ dày do nguyên một cái bướu tóc rất là đẹp ở trong dạ dày, nó tạo thành nguyên cái khối ở trong dạ dày, đó là tricobezoa hoặc phytobezoa. Cái trái này thì tôi biết là ở dưới ở quê người ta có trái sim, những đứa nhỏ ăn trái sim rất là nhiều và trái sim cái nhựa nó rất là dính và nó ăn vào trong dạ dày, nó tạo thành nguyên một cái khối gì còn nằm trong dạ dày đó, thì lúc đó nó gọi là bezoa. Đó. Thì lâm sàng đó là gì? Đứa này có thể bị ói, tại vì sao? Nó bị tắc dạ dày, nó tắc được dạ dày. Đôi khi cho chụp dạ dày cảm quan, thì trên chụp một cái dạ dày cảm quan, nếu chúng ta cho một đứa nhỏ bị đói, thì sau khi uống thuốc và thuốc cảm quan vào, chúng ta thấy gì? Dạ dày căng đều ha, chứa đều thuốc. Trong đó, nếu có một cái khối lớn chỗ trong dạ dày, thì nó biểu hiện là gì? Là một vùng khuyết thuốc, một vùng khuyết thuốc ha. Rồi, thì hôm nay các chị thấy cái gì?
nguyên cái khối này dạ dày căng lên thuốc cảm quan nguyên cái khối rất là bự, nó chiếm trong lòng dạ dày rất là đẹp. Và cái hình dạng của nó gì, hình dạng nó giống như hình dạng của dạ dày. Đó là một cái visual. Trường hợp này cũng tương tự, nó là một cái visual. Và nó có thể nhiều tới mức độ là gây tắc phải mổ. Mổ người ta móc ra một cái cục, có những cái hình dạng móc ra cục là một cái khối, cái bún, bún tóc. Bún tóc y như cái hình dạng của dạ dày. Nghĩa không thể nào, có thể người ta làm cái gì. Sau này có một số người, một số tác giả đã đưa ra là cho uống gì, cho uống soda, cho uống coca. Có cái hơi, có cái ga, thì cái cho uống coca vô, nó có cái ga, thì cái ga như vậy nó có thể làm một số loại cái visual gì như thức ăn, thì nó vô nó có thể phân hủy, nó làm tan cái cục này ra từ từ. Nhưng mà có trường hợp được, chứ không tùy nha, cái thời gian cái khối này đã tập quá lâu hay là mong. Hoặc người ta nội soi vào, người ta có thể cắt vỏ nhỏ, người ta lấy nó ra. Nếu không được là người ta phải mổ, sẽ dọc cái dạ dày để lấy nguyên cái khối này ra. Nếu mà nguyên cái bún tóc cứng thì cái độ soi vô để chẩn đoán xong đi ra có một cái mổ để lấy cái khối này ra. Nó gọi là vi soạn. Cũng cả, cũng không phải hiếm, ít gặp nhưng không phải hiếm ở trẻ em. Đó, đối với qua, đó là đối với cái dạ dày. Còn đối với ruột non thì ruột non có rất là nhiều những cái tổn thương của ruột non. Cái một trong những cái ở ruột non thường gặp gọi là teo ruột non. Teo ruột non là atresi, cái từ teo là atresi. Atresi là gì? Atresi là tắc nghẽn hoàn toàn sự lưu thông thì chúng ta gọi atresi. Còn stenosis là vẫn còn cái lòng vẫn có sự lưu thông nhưng mà nó hẹp lại thì cái từ đó là stenosis. Trong trường hợp này nó là atresi của ruột non. Thì một cái atresi của ruột non nó chia làm 5 tiếp, 1, 2, 3, 4, 5. Thì tùy theo cái dạng, thì tiếp A là nó chỉ gián đoạn một khúc thôi. Tiếp B nó gián đoạn khúc kèm theo khuyết của cái mặt treo nhưng mà còn cái dạng sơ. Tiếp C là gián đoạn luôn cả cái mặt treo, không có dạng sơ. Tiếp D là teo toàn bộ và tiếp ơ là nó dạng như nhiều cái khúc xúc xích. Nhưng mà trên X quang có chẩn đoán được cái này không? Không chẩn đoán được cái nào đấy. Mình chỉ cần chẩn đoán được cái gì? Tắc ruột non chấm hết. Tại vì từ trên đoạn này trở lên, từ đoạn này trở lên nó sẽ giảm, còn đoạn dưới này mình không thấy được. Sẽ nguyên tắc của nó gì? Vẫn là một cái tắc ruột non giảm lên bên trên và sẽ bên dưới. Vị trí tắc càng cao, số lượng các quai ruột giảm càng ít. Vị trí tắc càng thấp, số lượng các quai ruột giảm và ứng tiên càng nhiều. Chỉ là vậy, chỉ là như vậy thôi. Đôi khi có thể cần chụp cái cảm quan. Khi mà chụp cảm quan đường tiêu hóa ở trẻ em trong trường hợp là tắc ruột thì chúng ta có hai kỹ thuật, chụp đường trên hay chụp đường dưới, nghĩa là chụp dạ dày tá tràng cảm quan hay là chụp đại tràng cảm quan. Nếu hình ảnh X quang bụng theo dõi một cái tắc ruột non ở vị trí cao thì chúng ta chụp cái dạ dày cảm quan thì chúng ta thấy được cái gì? Chúng ta thấy được dạ dày nó giãn, một vài quai ruột đầu của ống dạ giãn lớn, ứ dịch và ứ thuốc trong đó, phía dưới không có gì hết, chậm hết. Đó là hình ảnh trực tiếp của một cái teo ruột non. Nếu xin lỗi của một cái tắc ruột, nói chung là tắc ruột. Còn nếu trên X quang cũng không sửa soạn mà chúng ta nghĩ là tắc ruột thấp, nghĩa là sao? Nghĩa là có rất nhiều quai ruột giãn và ứ hơi, ứ dịch, không thấy hơi bóng trực tràng, không thấy hơi trong đại tràng thì lúc đó chúng ta không thể nào chụp dạ dày cảm quan được. Tại vì sao? Tại vì số lượng quai ruột càng giãn càng nhiều, các anh chị bơm thuốc vô một cái vài phút sau, 30 phút sau các quai ruột nó chứa đầy thuốc và số lượng quá nhiều thì cái vùng trang thiếu không thấy được, không chất được cái gì hết. Trước đó chúng ta phải tìm làm cái gì? Là chụp một cái đại tràng cảm quan. Chụp đại tràng cảm quan để làm gì? Vì nó teo ruột non, vì nó tắc ruột nên không có phân xuống đại tràng nên toàn bộ khu đại tràng nó nhỏ. Lúc đó chúng ta gọi là microcolon chức năng, vì không có phân xuống đại tràng nó không có nhu động có nên toàn bộ khu đại tràng nó nhỏ. Thì lúc đó chúng ta thấy là gián tiếp của một cái tắc ruột thấp là không có phân xuống đại tràng và đại tràng càng nhỏ. Chúng ta thấy là gián tiếp của nó là không có phân xuống đại tràng và đại tràng càng nhỏ thì lúc đó có làm thành gián tiếp của một cái tắc ruột thấp thông thường là teo hồi tràng. Là như vậy. Ví dụ trường hợp này các chị thấy cái gì? Cũng chỉ
chỉ là giãn lớn một số khoai ruột và trứng hơi, không có hơi trong trực tràng. Cái vị trí tắc trường hợp này tương đối cao hơn tại vì số lượng khoai ruột ít, còn qua trường hợp này số lượng khoai ruột tương đối ngắn nhiều ha. Thì trên cái viêm mục này đó là cái gì, là một cái tắc ruột sơ sinh, cái tắc ruột sơ sinh. Trường hợp này vị trí tắc nó cao hơn nữa ha, dạ dày và một vài đoạn đầu ruột. Rồi khi chụp cảm quan chúng ta thấy gì, dạ dày đi, tá tràng bóc test đi xuống được chút xíu hậu tràng rồi trong hết, thì đây là cao hậu tràng, vị trí tắc cao. Và trong trường hợp này chúng ta thấy sao, dạng lớn một số quai ruột, một số quai ruột trực cảm quan luôn, chúng ta thấy gì, dạng lớn một số quai ruột, dạng lớn một số quai ruột, cái này cũng là một cái tắc ruột non. Và trường hợp này trên cái thiết mục không sơ sàng chúng ta thấy gì, dạng lớn nhiều quai ruột, dạng lớn nhiều quai ruột thì nhiều khả năng của nó thì là tắc thấp. Khi mà tắc thấp như vậy, nếu chúng ta chụp cảm quan đường trên là vài phút sau, 20 phút sau, 30 phút sau, thuốc nó xuống sẽ xuống đầy gì hết trong cái ống tiêu hóa, chúng ta không có chỉ định gì hết, đúng không? Nếu có chỉ định thì chúng ta chụp một cái đại tràng cảm quan thì chúng ta thấy gì, đại tràng teo nhỏ, và một đại tràng nó teo nhỏ, vì sao, vì nó không có phân xuống và nó không lưu động, có thể có chút xíu thuốc nó qua động cuối đại tràng, thì đây là gián tiếp hay là gián tiếp của một cái tắc ruột non. Còn cái nang ruột đôi thì đôi khi cũng có mà. Một đứa nhỏ sơ sinh nó có nguyên nhân của nó có thể là tắc ruột không su nữa. Tại vì sao, một đứa nhỏ cái phân su nó quá đặc, nó không đi cầu được, thì đó là sẽ làm tắc ruột, sẽ làm tắc ruột. Và hình ảnh của nó là gì, trên X-quang đặc trưng của nó là chúng ta sẽ thấy là dạng lớn các bao ruột và cái vùng hỗ trợ bên phải hoặc vùng tiểu cung nó sẽ có những cái đám mờ rải rác không đều. Và tại sao phân su và hơi nó quện với nhau tạo cái đám giống như hình bọt xà phòng, hay là như bọt xà phòng thì đó. Và dạng lớn các bao ruột đứa nhỏ ấy, thì nghĩ tới một cái tắc ruột phân su. Khi nghĩ tới một cái tắc ruột phân su thì người ta có thể cho chúng ta chụp một cái đại tràng cảm quan. Và đại tràng cảm quan thì chúng ta sẽ thấy gì, nguyên cái đám đoạn cuối này nó sẽ teo nhỏ, tại vì phân su nó tắc thường thường ở đâu, ở đoạn cuối hồ tràng hoặc đầu đại tràng, đoạn cuối hồ tràng. Và khi xác định là một cái tắc ruột phân su rồi đó, thì một trong những cái điều trị mà bảo tồn là chúng ta sẽ làm cái gì, chúng ta sẽ thuộc tháo bằng thuốc cảm quan yếu đang trong lúc áp lực cầm tốc cao mỗi ngày. Khi chúng ta bơm cái đó vô, áp lực cầm tốc cao nha, chưa phải áp lực cầm thấp, thì để làm gì, để mà rút nước từ chân thành ruột vào trong lòng đại tràng để mà nó pha loãng cái phân su nó ra, nhu cầu đứa nhỏ đi cầu được. Ví dụ đây là ngày thứ nhất của đứa nhỏ ha, ngày thứ hai qua ngày thứ ba bắt đầu anh chị thấy bắt đầu nó xuống dần dần, phân su nó xuống dần và các đại tràng từ từ nó giãn ra, tại vì bắt đầu phân su nó loãng ra mà nó xuống được phía dưới. Còn nếu mà không điều trị được thì tại sao là bỏ thôi, bỏ là tắc ruột phân su. Rồi cái lồng ruột cho em cũng là cũng một trong nguyên nhân gặp, thì cái này chắc bên xưa đã nói các chị về cái phần lồng ruột rồi ha. Trên X-quang có thấy được cái gì không? Trên X-quang có thấy được gì không? Trên X-quang đôi khi chúng ta thấy được một cái bóng mờ tròn tròn, một cái bóng mờ tròn tròn nào đó vùng dưới gan, tưởng tượng ha. Và cái chính của nó vẫn là gì? Vẫn là siêu âm. Siêu âm chúng ta thấy được cái khối lồng ruột rất là đẹp ha. Và đây cái siêu âm của cái khối lồng ruột. Và đôi khi nếu giai đoạn trễ, cái vai trò X-quang trong cái lồng ruột là gì? Bây giờ chúng ta nói lồng ruột là siêu âm. Trong những trường hợp trễ thì nó sẽ có biến chứng chứng gì, biến chứng tắc ruột và hơi tự do. Nếu có hơi tự do, chụp cái bực mục có hơi tự do rồi họ nói là bỏ. Còn nếu chụp một cái biên mục chưa có hơi tự do, một đứa nhỏ bị lồng ruột chưa có hơi tự do hay chưa tụng, nhưng mà chúng ta thấy là hiện tắc ruột, chứng tỏ là sao, chứng tỏ là gì, là lồng ruột lâu rồi, cái nguyên cái khả năng mà tháo lồng rất là kém, khả năng tháo lồng rất là kém. Cái thứ hai là khi tháo lồng nguy cơ thủng rất là chậm, nó đã tắc ruột rồi ha. Khả năng tháo lồng kém, nguy cơ tháo lồng bằng hơi nó sẽ bị thủng ruột rất là cao. Cái thứ ba là cái thời điểm mà nó lồng ruột khi mà đã tắc ruột như vậy rồi thì là diễn ra cái tắc ruột khá lâu rồi. Và tắc ruột lồng ruột khá lâu thì cái nguy cơ có gì, nguy cơ là nó hoại tử cái khối ruột bị lồng. Mà khi có một cái nguy cơ hoại tử khối ruột bị lồng, cái khối ruột bị lồng nó nằm trong đó, nó vẫn còn khu trú không sao. Nếu mà tháo lồng thì những cái độc, những cái toxin, những cái độc chất do hoại tử tế bào nó nằm ở trong cái khu này,
khi mà tháo lồng cái nó phóng chất vào máu, một cái là đứa nhỏ bị sốc toxic, bị sốc toxic rất là nặng, do đó những trong giờ này người ta rất là phải cẩn thận, có thể bổ ra là cắt luôn khối lồng này để bỏ. Chứ còn nếu mà tháo lồng thì cái nguy cơ của nó sẽ là bị sốc toxic sau khi tháo cái khối lồng này ra. Cố gắng giữ cho nó đừng có cắt ruột mà. Mà khi mà cố gắng giữ đừng cắt ruột như vậy thì nó sẽ gây ra một cái sốc toxic. Đó, vai trò X-quang là gì? Vai trò X-quang không phải là chẩn đoán cái lồng ruột mà tìm cái biến chứng thủng tạng rỗng hoặc là có cái tắc ruột hay chưa để mà có hướng xử trí. Thêm một khác nữa là trên cái siêu âm nó sẽ có cái gì? Cái siêu âm trong những trường này thì thông thường chúng ta sẽ thấy là có gì tự do trong bụng. Cái thứ hai, siêu âm trong những khối này cho miếng màu vô xem là cái khối này nó còn được tưới máu không. Nếu cái khối này không còn được tưới máu là hoại tử, là hoại tử là nguy cơ rất là cao đó. Và có dịch trong ổ bụng là nguy cơ cao. Cái khối lồng ruột này là cái không được tưới máu là nguy cơ cao. Và trên cái khối lồng ruột này đó, các chị thấy rõ ràng thì cái y vẹn của cô này là gì? Cái thành à? Cái phần y vẹn của cô này là cái gì? Thường nha, chị mô tả trên X-quang, trên siêu âm thì nền cắt ngang của nó gì? Hình bia, đúng không? Hình bia. Rồi hình cắt dọc nó là hình giả thấp, xương chi ni hoặc cục ngang, hình bia, cục kẹt. Thì cái y vẹn của gen là cái gì? Đó, cái y vẹn của gen nó là cái này. Đây nè, lồng ruột là cái gì? Lồng ruột thông thường là lồng ruột hồi bên trái. Thì bên hồi chạy nó chui vô, hồi chạy nó chui vô thì cái mặt treo hồi chạy nó vui vô theo luôn. Thì cái y vẹn của gen đó chỉ là mở mặt treo. Và đôi khi lồng ruột này nó xảy ra thường trong cái mùa nào? Những cái mùa mà nhiễm siêu vi rotavirus, nhiễm siêu vi do rotavirus. Và rotavirus thì nó gây ra cái hạch rất là nhiều. Và trong cái khối lồng đó, các chị sẽ thấy được cái cục gì? Cái y vẹn ecogen ha. Cái phần y vẹn ecogen này đó là cái mặt treo, và thấy được cái hạch mặt treo nó nằm trong khối lồng luôn. Trên siêu sẽ thấy được những cái này đó ha. Đó là lồng ruột. Còn ngày xưa chẩn đoán lồng ruột bằng gì? Là chụp đại tràng cảm quang ha. Chụp đại tràng cảm quang thì bơm thuốc vô. Khi chúng ta thấy một cái hình, nó gọi là hình càng cua, hình đóng chén ở cái vùng dưới gan, thì nó gọi là chụp là dấu hiệu của lồng ruột. Nhưng mà bây giờ cái này bỏ rồi, không phải làm cái này nữa hết nha. Trên CT đôi khi chúng ta cũng thấy được cái lồng ruột ha. Và trên CT coi lồng ruột rất khó coi lồng ruột trên CT. Ở trẻ em nó có một cái bệnh lý nữa ở trẻ sơ sinh, nó gọi là viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh. Viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh. Viêm ruột hoại tử là cái nách, NRC. Nách sẽ có hai dạng: viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh và viêm ruột hoại tử ở trẻ lớn. Hai bệnh lý này hoàn toàn khác nhau. Chứ không phải viêm ruột hoại tử nào giống nhau. Viêm ruột hoại tử ở trẻ lớn là do vi trùng Clostridium perfringens, là một cái nhiễm trùng huyết do vi trùng, do Clostridium perfringens, là viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh. Trong trường đó thì thành ruột rất là dày, người ta mô tả hình đuôi chuột thì cái gì đó là viêm ruột hoại tử ở trẻ lớn do Clostridium perfringens. Còn viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh, khởi điểm của nó không phải là do nhiễm trùng, khởi điểm của nó không phải do nhiễm trùng. Một cái thông thường nó sẽ ở những trẻ sơ sinh thiếu tháng nhẹ cân thì đó là cái nhóm nguy cơ của nó, và nó xảy ra vào khoảng từ vài ngày cho tới 2 tuần tuổi. Yếu tố nguy cơ có nhiều yếu tố nguy cơ góp phần vô một cái tình trạng viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh, nhưng khởi điểm không phải là nhiễm trùng. Một đứa nhỏ sơ sinh thì nó thiếu máu. Một đứa nhỏ sơ sinh lo tháng thì cái thiếu cái chất nhầy đi vào ruột. Rồi một đứa nhỏ sơ sinh thì cái giảm nhu động ruột ha, đáp ứng miễn dịch kém. Rồi thêm một đứa nhỏ sơ sinh thiếu tháng mà cái sữa nó bú vô nó sẽ khác với lại cái sữa ở trẻ sơ sinh đủ tháng. Một cái sữa bú của đứa trẻ sơ sinh đủ tháng so với đứa nhỏ sơ sinh thiếu tháng thì cái sữa đó sẽ là u trương. Một cái chất u trương trong lòng ruột trên nền một cái cấu trúc thành ruột chưa ổn định, thiếu cái niêm mạc ruột, thiếu cái sự đáp ứng miễn dịch, thiếu cái giảm dư lượng ruột, rồi thiếu chất nhầy, tất cả cái này nó gây nên tình trạng gì? Tình trạng là thiếu máu
đuôi của thành ruột và thiếu máu đuôi của ruột nên dẫn đến hoại tử ruột, hoại tử niêm mạc. Trên nền hoại tử niêm mạc đó, lúc đó vi khuẩn nó mới phát triển. Và cái khởi điểm của cái nguyên nhân sâu xa của viêm hoại tử sẽ sơ sinh là gì? Là nhồi máu thành ruột song song trên nền đó, nó mới có một nhiễm vi trùng. Và lâm sàng của nó là cục chứng viêm máu nhiễm trùng gì á. Rồi đối với chẩn đoán cái này là cái gì? Chẩn đoán cái viêm hoại tử ở trẻ sơ sinh, cái X quang chẩn đoán được không? Cái dấu hiệu sớm nhất trên X quang là gì? Dấu hiệu sớm nhất trên X quang là giãn khu trú một quai ruột trên nhiều viêm. Giãn khu trú một quai ruột trên nhiều viêm thì đó là dấu hiệu gợi ý của một cái viêm hoại tử ở trẻ sơ sinh. Đó. Còn những cái dấu hiệu khi mà đã thấy được rồi thì rất là một, là một rồi. Đó. Chúng ta thấy gì? Hơi trong thành ruột, hơi trong thành ruột. Chúng ta thấy được cái gì? Hơi trong tĩnh mạch cửa ở trong gan. Đó là hai dấu hiệu. Đó. Thành ruột bỏng, hơi trong thành ruột và hơi trong tĩnh mạch cửa trong gan. Đó là dấu hiệu khi đã nặng rồi chúng ta thấy. Còn biến chứng của nó gì? Biến chứng sớm của cái viêm hoại tử là cục ruột. Biến chứng muộn của viêm hoại tử là gì? Là chích hẹp, nó gây quá tắc. Chích hẹp gây quá tắc. Còn chẩn đoán cho tới thời điểm này, chẩn đoán viêm hoại tử về hẳn là cái gì? Là siêu âm. Là siêu âm. Siêu âm nó nói được cái gì? Nhất là có dịch tự do trong bụng, được dịch không còn nhất. Cái thứ hai, thành ruột dày. Cái thứ ba là thành ruột không được tưới máu trên siêu âm. Và thành ruột nó không được tưới máu trên siêu âm đó là dấu hiệu của viêm hoại tử, tại vì nó tắc mạch, nó không tưới máu. Và cái siêu âm nó có giá trị gì nữa? Là siêu âm để theo dõi tới lúc nào đó thành ruột bắt đầu được tái tưới máu trở lại, nghĩa là nó hồi phục. Tại vì trong những trường hợp như này thì nó phải nhìn đó tuyệt đối nuôi ăn còn được tưới mạch. Khi mà có dấu hiệu của một cái tái tưới máu trên thành ruột trên siêu âm rồi đó, thì nghĩa là có dấu hiệu hồi phục rồi, thì từ từ mới có thể tập cho tưới ăn lại, chứ mà ăn là việc bằng đường miệng được. Đang cái đó là cái gì cho nó nặng cho tới bây giờ cái viêm hoại tử. Ví dụ trường hợp này các chị thấy cái gì? Cứ thấy cái dạ dày dạng lớn ha, cứ thấy cái dạ dày dạng lớn rồi, cái dạ dày dạng lớn à, các chị thấy có một cái đường khí rất là mạnh đó, đây đường khí rất là mạnh đó. Cái đường sáng rất là mạnh, những cái đường sáng rất là mạnh đó, đây đó là cái gì? Đó là hơi trong thành ruột. Hơi trong thành ruột là gì? Là khi mà nó bị hoại tử cái lớp niêm mạc của thành ruột, hơi nó sẽ bóc tách và nó chui vào trên thành ruột dưới lớp niêm mạc. Nó tạo thành những cái đường khí sáng sắc nét mỏng chạy chậm theo thành ống tiêu hóa, và cái hơi đó nó sẽ được hấp thu vào tĩnh mạch cửa và nó dẫn lưu về gan, nó gây hình ảnh là hơi trong tĩnh mạch cửa ở trong gan. Đây các chị thấy ha? Giờ thấy nè. Cái như đường sáng. Đấy. Đường sáng rất là mỏng. Đường sáng rất là mỏng. Chất liền. Rồi, đây là hình ảnh hơi của tĩnh mạch cửa. Hơi trong tĩnh mạch cửa trong gan. Là cái vùng gan mình thấy những đường sáng. Và phân biệt với hơi trong đường mật là gì? Hơi trong đường mật nó chỉ tập trung vào vùng rốn gan thôi. Còn hơi trong tĩnh mạch cửa thì nó sẽ ra tới ngoại vi. Ra tới ngoại vi. Đó. Còn trong trường này thì các khủng ruột và dày thành ruột. Ha, hơi trong thành ruột. Thì trong trường này nó là biến chứng, đây là hơi tự do tăng sang vùng gan. Dày thành ruột và có hơi trong thành ruột thì trong trường này nó là cái viêm hoại tử biến chứng cục ruột. Rồi cái này hơi trong tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch cửa trong gan, hơi trong tĩnh mạch cửa trong gan ha, những cái đường hơi trong thành ruột. Chưa hôm nay hơi trong tĩnh mạch cửa, hơi trong thành ruột có không? Có ha. Có hơi trong thành ruột. Cái này rất là đẹp. Cái bánh hơi trong thành ruột. Đó, đó là hình ảnh của một cái viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh. Còn cái u ruột non ở trẻ hiếm á, hiếm đa số là viêm côn đúng không? Hiếm. Rồi qua cái phần đại tràng, cái tổn thương của đại tràng nó còn có thể có từng bẩm sinh. Đó. Thì đối với teo đại tràng bẩm sinh thì hiếm, nó giống như là cái teo ruột non thôi mà hiếm. Thì đối với trẻ em nó có con nít, ở con nít có một cái gọi là bất sản ở bụng tràng. Bất sản ở bụng tràng là đứa nhỏ sinh ra nó không có lồ hồng. Chẩn đoán của bất sản ở bụng tràng là gì? Là chẩn đoán lâm sàng. Do đó tất cả nguyên tắc là gì? Mình biết là đứa nhỏ sinh ra, đầu tiên sinh ra xong xem nó có lợi tích hay không cả, là cái điều đầu tiên là đối sau khi sinh ra chẩn đoán là lâm sàng. Còn chẩn đoán là nó có vai trò gì? Đây là một cái cấu trúc hình thường bình thường, ví dụ là một đứa trẻ nam, đây là xương cùng cột ha, đây là cái đại tràng đi xuống, đây là cái tràng, đây là một đái,
đây là cái điều đạo. Thì đây là cái xương mu. Bình thường có một cái cấu trúc cơ, bình thường nó gọi là cơ mu nhược tràng. Cái cơ mu nhược tràng này nó đi từ đâu? Nó đi từ bờ sau xương mu. Đây là xương mu đi từ bờ sau xương mu. Nó chạy vòng ra phía sau, ôm lấy sau nhược tràng và đi ra phía trước. Nó gọi là cơ mu nhược tràng. Cái cơ mu nhược tràng này rất quan trọng trong cái chức năng liên cầu của con người. Nó rất quan trọng. Và cái trực tràng này chạy đi xuống, nó chui qua, đi qua cái cơ mu trực tràng, nó đi xuống. Và đây là cái cơ thắt ngoài. Đây là vị trí cơ thắt ngoài, đây là vị trí của hậu môn. Thì vai trò của chẩn đoán nãnh là gì? Vai trò chẩn đoán nãnh là khi đứa nhỏ không có lỗ hậu môn thì phải xét đầu tiên là coi cái trực tràng này nó ngưng ở đâu. Nó ngưng ở đâu? Nghĩa là cái cuối cùng trực tràng này nó nằm ở đâu? Nó nằm trên cơ mu trực tràng hay là nó nằm dưới cơ mu trực tràng? Nó nằm trên cơ mu trực tràng hay là nó nằm dưới cơ mu trực tràng? Cái thứ hai, một cái bất xạ cơ mu trực tràng thì hiếm khi nào nó là một cái bất thường bẩm sinh đơn thuần, mà nó là một cái bất thường bẩm sinh phối hợp trong nhau. Bắt te là biết nó có cái gì rồi. Đó. Thì cái vấn đề thứ hai là luôn tìm xem là những bất thường bẩm sinh khác ở đứa nhỏ này nó có hay là không. Rồi, so với cái cơ mu trực tràng, cái cơ mu trực tràng này, cái cuối cùng trực tràng so với vị trí của cơ mu trực tràng thì nó sẽ chia làm ba nhóm: bất sản hậu môn trực tràng cao, bất sản hậu môn trực tràng thấp hay là bất sản hậu môn trực tràng trung gian. Nó sẽ chia làm ba nhóm. Xin lỗi. Thì người ta chia làm hai ba nhóm là cao, thấp và trung gian. Ha, thì vai trò chúng ta sẽ xác định cái này. Rồi. Đây là hình ảnh bình thường ở con trai. Tất cả hình ảnh bình thường con trai. Khi đây là bình thường xuống, nếu không có bất xả hậu môn trực tràng, có thể là gì? Là một cái trực tràng nó xuống được, nhưng mà cái hậu môn nó gọi là hậu môn cản chỗ. Nó không phải cắm vào cái vị trí hậu môn, nghĩa là đây là cái cơ thắt ngoài của nó lạc chỗ. Cái thứ hai, có thể lạc chỗ vào gốc viền. Trong trường hợp này thì sao? Trong trường hợp này thì nó sẽ không có lộ môn luôn. Và cái trực tràng đi xuống, nó cắm vào đâu? Nó cắm vào cái điều đạo. Điều đạo trước, ha? Này cắm vào đường sau và đôi khi nó cắm vào bàng quang. Tại sao nó cắm vào? Tại vì lúc như lần trước nói cái gì? Là cái vùng này, nó cùng vị trí xuất phát là gì? Từ cổ nhớt. Cái cổ nhớt nó mới tách ra thành cái trực tràng phía sau. Phía trước là xoan nội dục. Nó xoan nội dục nó sẽ tạo thành cái bàng quang và cái điều đạo. Nếu cái sự tách giữa xoan nội dục và cái trực tràng không hoàn chỉnh thì lúc đó nó sẽ tạo thành một cái giò. Cái giò. Rồi. Cái giò đó nó sẽ có thể giò vào vòng quang, nó có thể giò vào điện đạn hoặc bất thường vị trí, hoặc là người ta gọi là hậu môn lạc chỗ, hoặc là một cái bất xạ hậu môn trực tràng nhưng mà không có giò. Đó là cái đối con trai. Còn đối con gái thì sao? Đây là bình thường của con gái. Đây là bình thường của con gái. Đây là cái cơ mu trực tràng ha. Đây là làm gì? Đây là một cái hậu môn đặt chỗ. Đây là một cái hậu môn âm hộp. Đây là một bất xạ hậu môn trực tràng. Và cái trực tràng dò vào âm hộp. Còn trong trường hợp này nó là cái gì? Bất xạ hậu môn trực tràng và nó dò vào âm đạo. Âm đạo. Trong trường hợp này nó là cái gì? Trong trường hợp này ba cái ra cùng lỗ. Đó là tồn tại nhất. Tồn đậu nhất ha. Cho đó cái tồn đậu nhất là cái từ chỉ có con gái, con trai nó có cái từ tồn đậu nhất. Rồi cái vai trò chẩn đoán nào của chúng ta là gì? Là cái đầu tiên là xác định cái vị trí cuối cùng nó nằm ở đâu, cuối cùng trực tràng nó nằm ở đâu. Muốn xác định cuối cùng trực tràng nó nằm ở đâu thì phải chờ cho có thời gian hơi nó xuống được tới cái cuối cùng trực tràng thì mới biết nó nằm ở đâu. Do đó chụp có một cái tư thế chụp là Wave Stand Rise, là đây nè, giảm ngược đầu lên, giảm ngược đầu nó xuống, hai chân đưa lên, phải chờ vào thời điểm nào ít nhất sau 12 tiếng, ít nhất sau 12 tiếng để mà đủ thời gian hơi nó di chuyển trong ống tiêu hóa, nó xuống được cái cuối cùng. Chúng ta giảm ngược đầu nó lên, chụp một cái viên này, chụp cái vùng ghen, nha, ít nhất sau 12 tiếng. Trên cái viên này, chúng ta sẽ xác định được ba cái vị trí, nó gọi là tam giác IPC. Và tam giác IPC, I là ischium, ha, pubis và C là cốc xích. Cái cốc xích này thì là ở đâu? Trên X-quang mình sẽ thấy được cái xương mu ha.
cái ổ ngồi ha. Còn cái cốt xích, cái cốt xích thì nguyên cái đoạn xương cuộn của nó ở trẻ sơ sinh thì nó chưa có cốt hóa, do đó mình thấy được cái điểm cuối cùng của cái xương cốt hóa kéo xuống khoảng chừng 1.5 cm, thì đó là cái điểm C. Ba thầy nó tạo thành cái cảm giác, cái loại cảm giác IPC. Trên X quang chúng ta không thấy được cái vị trí cung trực tràng. X quang chúng ta không thấy được vị trí cung trực tràng, và cái cơ cung trực tràng là nó tương ứng với cái gì? Nó tương ứng với cái đường PC. Cơ cung trực tràng tương ứng đường PC. Nếu cái túi cung trực tràng nó nằm trên cái đường PC, ha, đây là cái đường PC ở đây. Nếu túi cung trực tràng nó nằm trên, nếu mình nhìn ngược đó, đó đầu bên trên, cái túi cung trực tràng nó kết thúc trên túi cung y, cái đường PC, thì trong trường này nó là cái dạng bất xạ hormone trực tràng cao. Nếu nó nằm trong tam giác IPC thì nó là bất xạ hormone trực tràng thấp, trung gian. Còn nếu nó nằm dưới cái đường IC thì nó là bất xạ hormone trực tràng thấp. Nếu nó nằm trên đường PC thì nó là bất xạ hormone trực tràng cao. Nghĩa là cái cuối cùng nó nằm ở vị trí nào? Trên của cái cơ hormone trực tràng thì đó là bất xạ hormone trực tràng cao. Nếu nó nằm trong cái tam giác IPC thì nó là dạng trung gian, và nó nằm dưới cái đường IC thì nó là bất xạ hormone trực tràng thấp. Ý nghĩa của nó là gì? Nếu là bất xạ hormone trực tràng cao thì trong thời gian đầu ngay sau sinh người ta không làm được cái gì hết, người ta không thể nào tái tạo được cái mức này, người ta bắt buộc phải mở hormone tạm ra da, người ta mở hormone tạm ra da cho liên tục, chờ một vài tháng sau cho cái vùng này nó phát triển ổn định thì người ta mới tạo hình cái hormone. Người ta tạo hình hormone là sao? Người ta đục cái lỗ hormone đi từ dưới lên trên, và người ta kéo cái trực tràng xuống, và phải kéo trực tràng xuống nó đi qua được cái cơ mô trực tràng, nó đi phải đi qua cái cơ mô trực tràng thì lúc đó cái chức năng đi cầu bình thường. Còn nếu mà không qua được cái cơ mô trực tràng thì chức năng đi cầu cứ nhỏ sóng không suốt đời. Và cái cơ mô, và khi mà tái tạo cái hormone cho đứa nhỏ, tạo hình, khi mà tạo hình hormone đứa nhỏ thì bác sĩ ngoại nhi chỉ có quyền tạo hình một lần duy nhất. Tại vì sao? Nếu mà tạo hình mà hư cái cơ mô trực tràng thì nó cũng là sóng không suốt đời. Cho nên không bao giờ người ta làm sớm, ngay không bao giờ người ta tạo hình được cái hormone ngay trong giai đoạn sơ sinh. Đối với trường hợp là bất xạ hormone trực tràng cao, đó, người ta phải làm hormone tạm cho nó. Đợi 2-3 tháng sau, cái vùng cơ của mẹ phát triển tương đối ổn định, người ta mới chọc vô, người ta làm cái lỗ hormone, xong người ta kéo cái cơ, cái trực tràng xuống, qua cái cơ mô trực tràng đi xuống, người ta làm tạm được cái hormone cho nó. Nếu là dạng thấp, thấp là dưới cái đường IC, nghĩa là qua bọc cung trực tràng rồi, thì thông thường lúc đó là nó vẫn có thể dạng một môn nắp rất là mỏng, cái đoạn hẹp rất ngắn, người ta làm một môn, người ta tạo hình liền, người ta chọc vô, người ta làm cái hộp môn ngay trong giai đoạn sơ sinh, những ngày đầu cho đứa nhỏ. Còn nếu nó là dạng trung gian, nó dạng trung gian nghĩa là nó nằm trong cái tam giác IPC này, thì tùy nếu bác sĩ ngoại nhi nào mà người ta có kinh nghiệm, người ta quen tay thì người ta có thể tạo hình hormone ngay một kỳ trong giai đoạn sơ sinh. Còn nếu mà người ta chưa quen tay hoặc không dám thì có thể là mở hormone tạm, sau đó một thời gian người ta mới tạo hình hormone thật cho đứa nhỏ. Đó là bước sau của trẻ. Cái tư thế thứ hai có thể thay thế cái chậm đầu như vậy. Tại vì những cái đứa nhỏ mà bước sau trẻ không được kèm hay gì khi bẩm sinh mà dọc ngược lên như vậy thì có những tim mạch lúc nào biết. Ha. Rồi cái tư thế thứ hai có thể chờ là cũng phải chờ ít nhất từ 12 tháng 4 tiếng. Mình chụp một cái phim bụng nằm ép cái bụng nó xuống, chậm cái mông nó lên. Khi mà ép cái bụng nó xuống, chậm cái mông lên thì cũng ép cái hơi để mà hơi xuống tới cái đoạn cuối của bóng trực tràng. Đó, thì chúng ta chụp một phim bụng nghe cũng xác định y chang như vậy. Ví dụ trường này, và khi chụp như vậy thì luôn chúng ta dán một cái miếng chì ở ngay cái vị trí lỗ hormone của đứa nhỏ để xác định. À, thì ví dụ trường này đây là cái vị trí của C cốt xích ha, đây là xương ischium, cái ổ ngồi vị trí ở đây chúng ta vẽ được cái tam giác IPC. Vì này nó hơi lấp lửng ngay vị trí này thì nó là cái gì? Nó là dạng cao. Nó là dạng cao. Nếu nó qua được cái này thì trung gian, nếu xuống đây là dạng thấp. Ha. Và thông thường bây giờ là chụp hai cái này bổ sung nha, chụp hai cái này bổ sung. Tại vì sao? Có thể cái này là dạng trung gian nhưng mà qua cái này nó là dạng thấp. Có thể cái này dạng cao nhưng mà qua này dạng trung gian. Hai cái này không tương xứng chắc 100% với nhau.
hết. Chớ cái nào, ví dụ cái này là dạng chung, dạng ca đi. Và khi ép nó cũng có xuống một cái thì có thể là tiền đừng ép hơi thì hơi nó xuống thấp hơn nữa. Nó qua được cái đường PC này thì nó dạng dạng trung gian thì đó cái sự chiến có thể khác cho đứa nhỏ. Đó, ví dụ trường hợp này, đó, xuống rất là thấp này, xuống rất là thấp này chị thấy không? Cái C nó sẽ nằm ở đây, đó. Pubis nằm ở đây, cái skill nằm ở dưới này. Thì đây là dạng này dạng thấp rồi. Đây là dạng thấp. Đó, cái này dạng gì? Cao. Cao cái chắc này. Cao. Nút lâu trên này mà. Nút lâu trên này mà. Đó, dạng cao là cái chắc. Đó, cái này dạng này dạng gì? Cao. Quá cao luôn. Đó. Quá cao luôn. Đó. Và ngoài cái case quan còn là cái gì khác được nữa là siêu âm. Siêu âm qua cái tầng sinh môn và cái đầu dò là yên ngay cái tầng sinh môn để đo cái khoảng cách từ cái túi cung trực tràng cho tới cái da ở vị trí hậu môn là bao nhiêu. Nếu dưới 5 cm là thấp, trên 5 cm là cao. Đó là siêu âm có thể làm cái đó. Rồi, đối với trường hợp bất xã hậu môn trực tràng không, bất xã hậu môn trực tràng cao người ta làm cái gì? Người ta làm một mô tả xong cho tôi nó về. Một thời gian sau, khoảng chừng 2-3 tháng sau, đứa nhỏ vô để tạo hình hậu môn. Để tạo hình hậu môn. Trước khi tạo hình hậu môn, người ta sẽ yêu cầu chúng ta chụp một cái phim gọi là chụp cảm quan đầu dưới hậu môn tạng. Nghĩa là chúng ta sẽ chụp cái đoạn đại tràng phía hậu môn tạng này, coi nó như thế nào. Coi cái gì? Coi thứ nhất là cuối cùng nó đi tới đâu. Cái thứ hai quan trọng thứ hai là gì? Là coi nó có dò mua cái cuối cùng này vào cái gì hay là không. Để người ta tìm cái đường dò người ta thắt. Tại vì đối với một cái bất xã hậu môn trực tràng cao thì cái nguy cơ dò rất là cao. Hả? Rồi, ví dụ trường hợp này. Các anh chị bơ vô, cái này là cái gì? Cái này là phía trước. Cái này là cái túi cùng trực tràng đây. Cái này là một cái. Nghĩa là nó có dò trực tràng bằng cái gì? Nó có dò trực tràng bằng cái gì? Và vai trò quan trọng trong thời điểm trước khi tạo hình một môn tạng là người ta chụp để tìm có đường dò hay không. Và trong trường này chúng ta phải sử dụng thuốc cảm quan gì? Iốt đang trong nước chứ đừng có xài baric. Tại vì sao? Nếu mà baric nó vào trong một cái nó tạo sỏi trong đó, nó tạo sỏi trong đó. Đó. Và chúng ta sử dụng iốt đang trong nước. Ví dụ như trường này, cái đường dò nó nằm ngay đây này. Cái đường dò nó mỏng đây, nó vào trong một cái, nghĩa là có dò giữa tiêu hóa và tiết niệu. Và trường này có dò chụp xuống cũng thấy thuốc trong một cái này và thấy có đường dò đi qua. Và trong thời này muốn thấy được đường dò thì phải làm sao? Muốn thấy đường dò thì áp lực bơm phải đủ để đạt đường dò, để có nó qua đường dò. Là khi mình đặt cái sông vô, mình phải đặt cái bơm qua đâu lên. Nếu mình không bơm qua đâu lên thì sao? Nó không áp lực, bơm vô nó chạy ngược ra. Và bơm xong mình bỏ chạy ra ngoài thì sao? Nó chạy thuốc chạy nó mất hết rồi. Đâu thấy. Vì đó, trong trường này là phải làm sao? Đặt cái qua đâu lên, vừa bơm vừa soi để mình kiểm soát cái thuốc coi nó có đường dò hay không. Nếu thấy đường dò bấm chụp liền. Tại vì nếu mình bơm mà không đủ áp lực thì sẽ không, thuốc nó chưa tới được cái túi vị trí cuối cùng, thuốc nó sẽ không qua được cái đường dò. Và bơm xong mình bỏ, nếu không có ba lơn bơm xong bỏ chạy ra ngoài thì thuốc xong nó dồn vừa ra ngoài ấy, sẽ không thấy cái đường dò. Và ví dụ trường hợp này thì nó dò đi đâu? Người đã rồi. Nó dò đi đâu? Quy cái đoạn cuối đây nó dò xuống, cái này là gì? Niệu đạo. Này niệu đạo. Đó, bơm của đại tràng nó đi tiểu ra ngoài luôn. Đó là dò tiết niệu, dò tiêu hóa và tiết niệu vào trong đường này, nó dò vào cái niệu đạo. Sau khi cái thời điểm này chúng ta đã khảo sát rồi, người ta mổ, người ta tạo hình cái hậu môn cho đứa nhỏ và người ta sẽ cắt đường dò và tạo hình hậu môn. Và cái ông tạo người ta vẫn phải vậy đó chứ chưa đóng cống liền cho nó về. Còn cái thứ ba nữa, cái tạng thứ ba nữa, lần thứ ba vô, cái lần thứ ba vô thì làm gì để người ta đóng ông tạo lại cho nó. Lần thứ nhất người ta bỏ ông tạo, lần thứ hai người ta tạo hình ông môn và lần thứ ba mới là đóng ông tạo. Thì lần thứ ba vô trước khi người ta đóng ông tạo thì người ta yêu cầu chúng ta sẽ chụp một cái đại tràng, chụp cảm qua cũng là đầu dưới ông tạo để đánh giá cái gì? Đánh giá sự lưu thông tốt của cái đoạn đại tràng dưới hậu môn tạng, từ hậu môn tạng xuống tới hậu môn có lưu thông tốt hay không? Đó, thời điểm này chúng ta phải chụp nữa. Và chụp trong thời điểm này có cần phải bằng thuốc cảm quan yếu tố nữa hay không? Không cần.
ba đít là đúng rồi ha, để đánh giá sự tương thông của cái đoạn dưới của đại tràng dưới hông tạng, đó là cái bất thường, đó là bất thường không hợp môn.